Shop MD Sài Gòn kính chào cả nhà vào ngày mới nha. Dạ. Sáng nay em test một cái con lọc xì ha, dạ, một con quay Trio GE9X cho bác khách ở Tiên Du Bắc Ninh. Dạ. Hôm 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 trước bác đã mua một con 57ES chỉ giải mã và đã có đặt hàng em con Trio này. Nay em về thì em test rồi để em gửi cho bác. Đồng thời em test luôn cái con Pioneer N50 ha. Dạ, Pioneer N50. Con này thì nó rất là đa năng ha. Nó có cổng USB phía trước. Cổng này nó có thể đọc được ổ cứng 1T nha bác. Ở đây em đang kết nối với ổ cứng 1T ha, 1T Tra-Bi ha, chép nhạc lossless. Ổ cứng đó em bán với giá 1 triệu nha bác. Dạ rồi. Ở phía sau nó có cổng USB B để kết nối với máy vi tính ha. Dạ. Và nó có cổng quang, cổng đồng trục vào ha. Nếu mà các bác có mạng LAN thì cắm dây mạng LAN thì nó sẽ kết nối không dây với điện thoại iPhone ha bằng công nghệ AirPlay và hỗ trợ riêng cho Pioneer N50. Pioneer N50 con này giải mã lên tới 32 bit nha các bác. Dạ. Ở chế độ bình thường là Pure Audio thì nó sẽ để âm thanh xử lý chân thật ha. Còn nếu mà qua cái bộ xử lý 32 bit thì các bác bật bật chế độ 32 bit lên, tắt chế độ Pure Audio ở trên cái remote ha. Tắt thì nó sẽ chuyển qua chế độ 32 bit nha, xử lý 32 bit ha. Đó. Con này khi có tín hiệu thì mình chỉ cần chuyển cổng thôi là nó sẽ giải mã nè. Hiện giờ là em để digital nên USB là cổng phía sau ha. Bây giờ em sẽ chuyển qua Digital 2 là đường quang thì nó sẽ giải mã từ Smart TV các bác. Rồi em giới thiệu sơ về con GE9X ha. Con này điện 100V sản xuất tại Nhật. Công suất tiêu thụ của nó là 9W ha. Dạ. Con này có 20 cái đèn cần ha. Dạ 20 cái đèn cần. Hiện giờ em đang cắm dây tín hiệu qua cái lọc nhưng mà em chưa bật lên ha. Dạ chưa cho nó xử lý, em để âm thanh bình thường. Đó là đường quang 2 ha, còn đường USB thì mình sẽ chọn cổng USB ha. Thì nó sẽ chuyển qua USB các bác. Đây ha, và nó sẽ chuyển qua USB và mình bấm nhấn nhấn cái nút lên xuống ha để chọn bài ở trong này ha. Và đó. Chọn bài ở trong này. Ở đây em chép Thúy Nga Asia người đẹp Bình Dương ha, là rất là nhiều các bác. Và 600 mấy chục cái CD của người này, của Thúy Nga luôn các bác. Và Vùng Lá Me Bay của Như Quỳnh nè. Rồi em lại quay lại với cái phần cái lọc nha bác. Dạ. Lọc này khi mình sử dụng thì các bác lưu ý giúp em những cái điều sau đây ha. Nó có đường line, đường tép A, tép B. Thông thường mình chỉ sử dụng đường line các bác. Dạ. Nó có nhiều đường vào ha. Và
đường out thì nó chỉ có một thôi các bác, đường out là đường line, đường out chỉ có một thôi. Ở chế độ tab A tab B thì nó chỉ các bác chỉ cấm được đường vào khi đường vào là đường play ha, và còn đường red là đường để ghi các bác, là không cấm được ha, cấm đường play, cấm đường play vào, và chọn tab A thì nó xuất đường out ở đường line nha các bác nha. Rồi trên lọc thì thông thường nó có hai cái chế độ ha, equalizer trên cái quay nó có hai cái chế độ các bác, tức là một chế độ là on, tức là mình mở mở lọc, và một chế độ defrost là tắt lọc. Cái này tùy tùy theo nó quy định ha, có thể là nó sẽ nhấn vào đối với cái lọc này, hoặc là nhả ra đối với cái lọc khác ha. Ở đây em đang ở chế độ là defrost, tức là mình không có bật lọc ha. Cho nên là nó sẽ không xử lý, và nó không xử lý thì nó nhỏ đi ha. Rồi cái thứ hai là cái chế độ normal và reverb ha. Reverb thì nếu mà các bác bật ở chế độ reverb thì âm thanh nó sẽ nhỏ đi, còn nếu để normal bình thường thì nó sẽ lớn ha. Cho nên các bác lưu ý khi sử dụng mà những cái lọc này thì mình chỉ cần chú ý những cái nút chọn đường line, chọn đường line ha. Thứ nhất, cái thứ hai là bật hoặc tắt lọc ở đây ha, và cái thứ ba là chế độ normal với reverb ha, chỉ những cái chế độ đó thôi các bác. Đừng có quan tâm nhiều, tức là đừng có những cái tần số tín hiệu này nếu mình không sử dụng tới ha. Các bác có thể thử ha, thử để coi thử ra nó có hay hay không, nhưng mà theo em thì cứ để mặc định nha, và nó như thế nào mình cứ để đó. Thực ra mình bật qua bật lại mà thấy nó không có tác dụng nhiều lắm thì thôi đừng đừng có bật. Rồi những cái này là chế độ lọc tần số nha bác. Lọc tần số mình chỉ xử lý những cái nút chính thôi. Rồi bây giờ em sẽ đẩy nó lên hết ha, đẩy nó lên hết, đẩy nó lên hết ha, và em sẽ mở volume nha bác, mở volume vừa phải thôi ha. Bây giờ em sẽ bật lọc cho bác. Thông thường là bật là mình sẽ nhấn vào thôi, nhưng mà đối với cái lọc này bật mình á nhấn nhả ra. Đó là tắt ha. Và đây là bật. Không xử lý ha. Xử lý. Rồi loa bên này tắt luôn rồi ha. Rồi bây giờ mình bật bên đây là loa bên này nha. Đây, khi mà em bật chế độ reverb thì nó sẽ rất là nhỏ cho các bác, cho nên các bác để ý đừng có bật chế độ reverb nha, nhật để normal nha các bác. Thank you.
Cái cách cắm dây thì các bác em còn đoạn nó nói rồi ha. Dạ. Đối với những cái nút những cái đường này á, thì các bác cắm đường in là đường play ha. Nếu mà chọn tab A ha thì cắm cắm vào đường đường in là đường play nha các bác. Dạ. Đường in là đường play ha. Rồi. Và đường out nó chỉ có một đường nha các bác. Đường out là đường đường out là đường out ở đây ha. Nó chỉ có một đường out thôi. Đây là play ha. Tab 1, tab A, tab B ha. Dạ, và bấm và đường vào là chọn lay nha bác. Đường vào là lay là đường vào nha bác. Nó có ba đường vào nhưng mà chỉ có một đường ra ha. Đường ra là đường này nè. Đó, đường ra. Và nếu dây của bác có chiều thì nhớ giùm em là cái chiều của nó là đi từ lọc xuống âm ly ha. Đi từ lọc xuống âm ly nha bác. Dạ. Đi từ lọc xuống âm ly chứ đừng có đi từ âm ly mà lên lọc thì nó sẽ mất tiếng nha bác. Dạ, rất là nhỏ ha. Dạ, nó bị ngược hướng nếu mà dây có chiều mũi tên. Thông thường mũi tên là từ đầu xuống âm xuống lọc ha, và từ lọc xuống âm ly thì mình cứ theo chiều đó mình đi nha bác. Dạ, đó là cách cắm dây. Nhiều nhiều bác không có không cắm không biết cách cắm dây cho nên là khi dây đấu dây vào tín hiệu nó càng nhỏ đi. Dạ. Ha, khi đấu vào tín hiệu nó càng nhỏ đi. Rồi em vừa test xong chức năng của con Pioneer N50 ha, và con lọc Trio, con quai Trio GE9X cho các bác. Và bác nào quan tâm hoặc có nhu cầu thì xin liên hệ trực tiếp theo số điện thoại bên dưới giúp em nha. Em còn rất là nhiều đầu giải mã khác ha. Em cảm ơn các bác đã quan tâm và ủng hộ kênh MD Sài Gòn. Và nếu mà được thì giúp em like ha và chia sẻ cái kênh này cho những người chơi audio khác cùng biết ha. Em xin chân thành cảm ơn rất là nhiều ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.